sư ạ, chào mọi người ạ. Chào đến đây thì có một vài câu hỏi muốn hỏi giáo sư ạ. Là theo cháu biết thì những cuốn sách mà giáo sư xuất bản thì đều phù hợp với mọi sinh viên ạ. Vậy cuốn sách này giáo sư nghĩ như thế nào? Xin hết ạ. Nhiều cái trung tâm đào tạo rồi nhiều diễn giải, thế là bắt đầu cứ đặt ra những vấn đề có tính chất nó hời hợt theo cách nhìn của tôi. Tuổi nào thì nên lấy vợ lấy chồng thì phù hợp, tuổi nào thì khởi nghiệp thì tốt nhất. Tôi xin nói thật, khởi nghiệp 15 tuổi cũng khởi được, mà 93 thì chưa nên khởi nghiệp, không có định mức cả đấy. Khi người ta đủ dữ kiện, dám làm, đủ trí thức làm, xây dựng được từ triết lý tầm nhìn cho đến mô hình thì lúc ấy làm. Cho nên những bạn mà sinh ra như tôi ở trong một gia đình mạt kiếp thì cái ý chí bị dồn vào chân tường này, tôi xin nói thật, 15 tuổi nó bằng chú 32 tuổi. Đằng này cứ mang những cái chuyện ra bình luận các bạn. Cho nên ở đây một giáo sư lưng danh người Mỹ ở tuổi 82 thì bà đặt vấn đề, tại sao 82 tôi nhận thức được quá giỏi, nhưng tại sao ở tuổi 28 người ta không làm được điều đó. Cho nên người Anh người ta đã đẩy, người Mỹ đẩy bằng mọi giá phải đẩy các bạn trẻ lấy tiến sĩ ở tuổi 28, còn không lấy được thì làm thợ chả có gì sống cả. Xong từ 28 đến tuổi 60 cống hiến và cống hiến. Đằng này cứ loanh quanh là tuổi em có làm được không, rồi đến 55 tuổi mới lấy tiến sĩ, chưa cống hiến được cái gì, phải hiểu mất toàn bộ tiền ngân sách đào tạo. Cho nên nói loanh quanh một tí để trả lời với bạn trẻ, cuốn sách này được đặt ra cho mọi lứa tuổi, bởi vì nó nằm trong nhóm kỹ năng mềm. Ba lô vào đời, một phải có nghề, ở đây không liên quan tới nghề. Thứ hai phải có kiến thức công cụ, đó là ngoại ngữ và tin học. Và thứ ba, 85% nó thành công ở chỗ này là kỹ năng mềm. Mà đã là kỹ năng mềm thì có thể dành cho bạn từ lớp 1 cho đến 100 tuổi. Còn trường hợp của bạn là đang ở cái tuổi cần nhất cái này. Cho nên Lý Quang Diệu không biết làm thế nào. Ê, tuổi trẻ, bán cho tớ 1 năm tuổi trẻ, tớ sẽ trả cho bạn 1 tỷ đô Singapore. Người tỷ phú là các bạn, chứ không phải tỷ phú đang có đâu, nếu các bạn biết dùng thời gian. Cho nên kiến thức này thì mong nếu mà em mà yêu nó, ấy, biết sợ một tí, sợ chính mình, đừng vội vàng, đừng nóng tính, đọc ngẫm. Cho nên là thư viện các quốc gia bao giờ nó cũng có hình tượng một con lừa cõng một đống sách. Không đọc sách chỉ có chết thôi. Đọc sách là cưỡi lên vai anh khổng lồ. Đọc sách mà không áp dụng, đọc để lấy lẻ, đọc để ra vẻ mình đọc, thì nó là con lừa cõng sách. Thế là các chú phỏng vấn trên truyền hình để đằng sau một đống kệ sách để ra cái điều tớ đọc sách. Trong trường hợp này, kẻ đọc nhiều sách sẽ thất bại so với kẻ không đọc sách. Vì trên vai còn một đống lừa, con lừa còn thô một đống sách. Nó là logo của các thư viện. Cho nên là hy vọng em đọc, em ngẫm. Chưa ngẫm thì hỏi các thầy, cô. Đấy à, sau đó cố gắng ứng dụng nó. Khi bạn rút ra rồi thì bạn là người rất trẻ mà bạn có học vấn. Học vấn với kiến thức là hai phạm trù khác nhau. Chữ educo là học vấn nghĩa là rút ra. Chưa bao giờ người ta gọi các em tiến sĩ là học vấn cả, vớ vẩn. Tôi sẽ làm cái này ở 2021 để tôi chỉ cái thứ văn hóa bằng cấp. Các chị ạ, chưa còn ai hiểu chức năng lực mà cứ nói căn cứ vào năng lực cán bộ quyết định để bạn đồng chí. Nó không chơi chữ mà người ta sai hết về nội hàm, người ta quá tự phụ. Nên biết sợ những cái đó. Các chị ạ, và chúng ta đang lạm phát ngôn từ trước khi nói đến lạm phát tiền tệ. Tôi định không nói đâu, nhưng mà tôi tiết lộ một tí. Tôi sẽ viết cho đến chết cho mà vậy. Nội hàm còn nguyên, còn nhiều lắm, chúng ta phải học liên tục. Hãy biết sợ, khi bạn đọc càng nhiều thì bạn mới thấy quả thực đáng sợ thật. Mà vượt được cái đó thì mới gọi là vượt xa trên đường công tông cuộn. Cho nên ở đây đừng làm con lừa cọc sạch, trang trí nhà cửa bằng sạch, hoành tráng lắm, nói với bạn cái
từ Tây Du Ký đến Hồng Lâu Ngọc, nhưng thực ra là anh không hiểu gì cả. Thì nó nguy hiểm của chúng ta là thế. Cho nên vừa rồi thì tổng kết của báo chí và TV là Việt Nam đọc sách là ở cái top dưới của thế giới, nhưng có một cái tổng kết lại không tổng kết, đó là cái số mà có đọc nhưng đọc xong mà không áp dụng ấy. Level là thang đo Bloomberg của Mỹ, đọc mà không áp dụng ấy, thì còn nguy hiểm hơn là cái số đọc. Bởi vì trên lưng anh còn cộng một cái mơ hồ ảo ảnh là đống sách. Ok, thế thì cho nên đừng mang sách ra dọa thôi. Nhưng nếu anh đọc mà anh ứng dụng thì quả thực anh là người đáng sợ thôi. Quán này anh, và khi tôi biết sợ thì tôi là người lớn. Các bạn này, hiểu không? Đó, nó dạy.